Chào tất cả mọi người, sau đây là clip hướng dẫn bài dự thi chương trình Tôi yêu thuốc thủy sản Trường Sinh. Đầu tiên thì mọi người sẽ chuẩn bị một bức hình chụp cùng với sản phẩm thuốc thủy sản Trường Sinh. Mở Facebook lên và vào mục tìm kiếm, bấm từ khóa là thuốc thủy sản Trường Sinh. Vào trang và bấm thích trang. Bấm thích trang xong thì các bạn sẽ vào mục bài viết, lướt qua và tìm mục bài viết. Vào mục đăng bài, sau đó tiến hành đăng bài. Theo mẫu là các bạn sẽ ghi là bài dự thi Tôi yêu thuốc thủy sản Trường Sinh. Tiếp tục thì điền họ tên, địa chỉ. Địa chỉ thì các bạn chỉ cần ghi tên tỉnh thôi. Và viết nội dung chia sẻ cảm nhận về bức hình của mình. Tiếp đến thì các bạn sẽ ghi thêm hashtag là thuốc thủy sản Trường Sinh. Vào mục hình ảnh và tiến hành tải hình ảnh của mình lên. Sau khi tải hình ảnh của mình lên thì các bạn bấm đăng bài. Bấm đăng bài. Tiếp tục thì các bạn vào mục cộng đồng, tìm kiếm bài viết của mình, sau đó là bấm vào chia sẻ cái link bài viết của mình trên trang cá nhân của mình, kêu gọi like, chia sẻ, bình luận bài đăng của mình trên trang để có cơ hội nhận giải thưởng cao nhất nhé.